Đảo Quy Sơn xanh gì càng nổi bật hơn trên nền trời xanh mây trắng với hệ sinh thái phong phú. Từ năm 2000 sau khi mở cửa du lịch, ngoài hành trình ngắm cá voi và đi tàu vòng quanh đảo thì còn có thể lên đảo khám phá. Nhưng trước năm 1977 vẫn có khá đông dân cư sinh sống tại đây. Ngôi làng nhỏ thuần phát và khá vắng lặng, nhưng trường học bắt đầu được xây từ năm 1946 để trẻ em được cấp sách tới trường. Khi đó có hơn 200 hộ gia đình, nhưng về sau do vấn đề an ninh quân sự nên mới sơ tán người dân về Nghi Lan. Năm 1994 từng diễn ra hoạt động hàng trăm thuyền cá hộ tống bà con quay về làm lễ giỗ tổ vô cùng hoành tráng. Để chào mừng kỷ niệm 20 năm đảo Quy Sơn mở cửa du lịch, cũng tập hợp những người từng sinh sống trên hòn đảo này tham dự hoạt động về thăm nhà vào ngày 1 tháng 8. Xin mời học sinh cũ của tiểu học Quy Sơn, tất cả những quân nhân từng đóng quân, bác sĩ y tá từng làm việc tại đây cùng về thăm nhà. Có 20 suất thăm đảo miễn phí dành cho người họ tên có một chữ Quy. Cùng với việc mở cửa du lịch, nhiều người dân sống trên đảo thời trước đã chuẩn bị lên đường ra thăm đảo Quy Sơn. Khu đất trên cao này có độ thử thách cao, có khoảng 1.700 bậc thang. Cảnh đẹp hút tầm mắt. Doanh nghiệp cũng hy vọng thông qua hoạt động này có thể thu hút đông đảo du khách đến với đảo Quy Sơn.